quan Lê giàu cỡ nào, sở hữu khối tài sản khủng khi vừa mua nhà 1,5 triệu USD ở Mỹ. Sau nhiều năm đi hát, quan Lê sở hữu khối tài sản khủng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Quan Lê tiết lộ anh vừa tậu thêm nhà mới giá 1,5 triệu USD, khoảng 36 tỷ đồng, ở Mỹ. Căn nhà của nam danh ca khá gần danh hài Thúy Nga và Mai Thiên Vân, tiện cho việc các nghệ sĩ tụ tập để ăn uống, trò chuyện. Năm 2023, Quang Lê từng chia sẻ anh có 3 căn nhà, mỗi căn khoảng hơn 1 triệu USD. Đồng thời, anh cũng cho hay mỗi năm anh phải trả 12.000 USD tiền thuế đất. Quang Lê được biết đến là nam ca sĩ đắt sâu trong nước và hải ngoại. Vì vậy, sau nhiều năm hoạt động giải trí, giọng ca này có các xê và khối tài sản khủng là điều dễ hiểu. Nam ca sĩ sở hữu nhiều biệt thự tiền tỷ, dàn xe sang của các thương hiệu xe hơi trứ danh, đồ dùng hàng hiệu, nhẫn kim cương. Tại Mỹ, trung bình mỗi tháng Quang Lê đi từ 5 đến 8 sâu. Nếu ước lượng con số thấp nhất ở thị trường hải ngoại, thì mỗi tháng tôi kiếm ít nhất 40.000 USD, hơn 927 triệu đồng. Đó là các xê của những ngôi sao như tôi, như Lệ Quyên, Quang Lê chia sẻ. Vài năm trở lại đây, Quang Lê chủ yếu sống ở Việt Nam, rất ngại quay lại hải ngoại biểu diễn dù được các bộ sâu trả các xê rất cao. Trước đây, tôi sống chủ yếu ở Mỹ. Cuộc sống khi đó bình dị và đơn giản vô cùng. Ngày thường, tôi ở nhà, cuối tuần mới đi hát. Từ khi về nước, nhận lời làm giám khảo các game show, tôi hầu như dành trọn thời gian cho nghệ thuật. Thời gian qua, tôi đã từ chối nhiều show ở hải ngoại. Có bộ show chấp nhận trả tiền gấp đôi, người bồi dưỡng thêm 10.000 USD nếu tôi về Mỹ hát, nhưng tôi đều từ chối. Quãng đường bay dài mà chỉ hát một show rất mệt. Tuy giàu có nhưng Quang Lê khá khiêm tốn khi chia sẻ về những tài sản mình có trong tay ở tuổi 45. Kinh tế của tôi chỉ bình thường thôi. Nếu muốn trở thành đại gia thì phải kinh doanh mới được. Tôi chỉ có nhà triệu USD ở Mỹ. Ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi cũng chỉ có vài căn hộ. Bao nhiêu tiền bạc, tôi đều đầu tư vào làm sản phẩm. Tính tôi trầm lặng, người Huế mà nên sống khép kín, không thích khoe khoang. Tôi sống không có gì tham vọng. Nếu tôi có trúng số 100 triệu USD cũng không biết mình làm gì, có mua 10 biệt thự ngắm thì mình cũng chỉ ở một chỗ. Tôi suy nghĩ đơn giản lắm, nếu có số tiền lớn thì mình sẽ san sẻ cho những người khó khăn hơn, anh bày tỏ thêm. Về chuyện tình cảm hiện tại, Quang Lê cho biết, sau những mối tình ồn ào mấy năm qua anh không yêu ai. Dù ở một mình nhưng anh không có cảm giác cô đơn, anh cũng không còn thích tới những nơi đông người, toàn bộ thời gian chỉ dành cho công việc và đi hát. Tôi đã nghĩ đến chuyện đi tu đó. Không phải vào chùa, cạo trọc đầu mới là đi tu. Có thể tôi tu tại gia. Nhưng chuyện đó làm được không vẫn chờ ở cơ duyên. Hiện tại, có nhiều người thích, tôi vẫn chưa đồng ý. Có cô thương rất nhiều, tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt. Thỉnh thoảng chúng tôi đi ăn và đi chơi chung, Quang Lê tâm sự. Về mẫu bạn gái lý tưởng, Quang Lê tiết lộ thích những cô gái có vẻ đẹp mộc. Không thẩm mỹ, tôi ấn tượng với phụ nữ có vẻ đẹp mộc. Tôi rất sợ những người lạm dụng thẩm mỹ. Nhiều cô gái nhắn tin, hẹn gặp tôi làm quen nhưng khi gặp, họ phẫu thuật thẩm mỹ quá nhiều, tôi mất cảm tình ngay.